Mày vừa lấy lưới ươm nhé, răng răng lại đây nhé. Chuẩn bị cho vườn ươm. Chuẩn bị ươm vườn ươm. Nói chung này là anh em mình tự ươm là tự để trồng cho nông trại xanh thôi. Nông trại xanh mình tự ươm rồi tự ấy thôi, nên là không phải ươm bán cây giống đâu, chuyên nghiệp mình dùng bì này cũng được. Không cần phải dùng bì đen gì đâu. Anh em mình đang ươm cây trùm ruột nha mọi người. Hy vọng là nó sẽ lên và trồng được nhiều cây trùm ruột. Trồng cây trùm ruột nha. Sản phẩm chính sau này cũng là cây trùm ruột. Ở đây mới có 1.500 bì à. Hy vọng cây con sẽ lên nhiều để ươm khoảng 3.000 cây. 3.000 cây trùng ruột nhé mọi người. Con số không tưởng. Gỗ đây nắm nó chở đâu vậy hả thế? Chưa bán được à? Đây là vườn ươm cây mạ. Khô dữ rồi tí. Đấy của buổi chiều. Dày vậy sao ấy dày vậy? Hạt cứng lắm. Ui dồi, chưa có động tĩnh gì đâu. Khi nào cây này cây con này lên thì mình sẽ nhổ bứng cái cây con này cắm cho bầu kia nuôi khoảng mấy tháng, cây nó cứng rồi mới mang ra chọc. Đấy, chuẩn bị tinh thần chuẩn bị là như vậy. Mấy bữa nữa bầu này trở tới đây nhá hả? Đây. Đầu cây đây. Nhựa chuẩn bị bán à. Rồi. Chuẩn bị mùa mưa tới sẽ hy vọng sẽ có cây để trồng.